Tiên hả chị ạ? Câu hỏi này đầu tiên thì Tiến sẽ trả chị. Vấn đề là tiểu đêm nhiều lần thì có phải là dấu hiệu của bị suy thận ở người tiểu đường hay không? Chào mừng các chị đã quay lại kênh YouTube của Thạc sĩ bác sĩ Phan Anh Tuấn. Chủ đề ngày hôm nay Tuấn chia sẻ anh chị nó là suy thận ở người tiểu đường. Thực sự đây là một cái câu hỏi mà rất là nhiều khách hàng hỏi Tuấn: ồ, vậy tôi đang bị tiểu đường á, bây giờ tôi xuất hiện cái tình trạng là cái tiểu đêm nè, tiểu nhiều lần nè, vậy tôi có thể là bị suy thận hay không? Vậy làm thế nào để mà tôi đánh giá là tôi có bị suy thận hay không? Đầu tiên á chị á, câu hỏi này đầu tiên thì Tiến sẽ trả chị. Vấn đề là tiểu đêm nhiều lần thì có phải là dấu hiệu của bị suy thận ở người tiểu đường hay không? Thưa các bạn á, tiểu đêm á nó do rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Nó có thể do cái chức năng thận nó bị kém dẫn đến tình trạng là gọi là lọc thận và bài tiết nước tiểu một cách không hiệu quả. Nhưng mà tiểu đêm nhiều lần á có thể do liên quan là tình trạng cái cổ bọng đáy chúng ta nó bị sa thấp xuống, đặc biệt hay thường gặp ở những người phụ nữ mà đã sanh con nhiều lần qua cái ngã âm đạo á, thì làm cho cái bọng đái cũng như tử cung nó sa thấp xuống, khiến người đó khi mà ngủ á, thần kinh á điều khiển cái vùng bọng đái nó không còn nữa, lúc này cổ đái á nó sẽ tự nhiên nó sa thấp xuống và cái gốc nó mở ra, thì khiến cái người đó phải đi tiểu đêm nhiều lần. Đó là một nguyên nhân rất hay thường gặp ở những người tiểu nhiều lần, tiểu đêm, đặc biệt là những người phụ nữ. Còn để mà chúng ta đánh giá là cái người này có bị tiểu đường mà nó có bị suy thận hay không á, thì chúng ta cần đánh giá thông qua những xét nghiệm đánh giá chức năng thận. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu là thận ở chức năng làm gì chị ha? Chị biết là thận á, giống như ta nói đây là cái cầu thận á chị nhé. Cái cầu thận tức là nơi đó có chứa rất là nhiều cái mạch máu đi đến và đi lui của cái thận, rất là nhiều cái mạch máu chị nhé. Máu đây nè, nó dẫn đến đây để mà nó lọc, để nó đào thải những cái chất không cần thiết, ví dụ như là những ure hoặc là ở dạng là trong ammoniac ở trong nước tiểu chúng ta, hoặc là những chất thải khác, và sau đó nó sẽ giữ lại những cái chất dinh dưỡng. Hầu như thì trong nước tiểu chúng ta là nó sẽ không có chất đạm chị nha, không có đạm, nó cũng không có đường và nó cũng không có chất béo. Nếu mà cái thận nó bị tổn thương, cầu thận bị tổn thương á, thì nó sẽ dẫn đến là trong nước tiểu chúng ta có những chất này. Thường á, đánh giá chức năng thận á, người ta đánh giá hai cái chức năng sau đây. Thứ nhất là chức năng là sao? Lọc, lọc của thận. Thì chị không, ví dụ đây á, thận đây chị ví dụ cho nó giống như có một cái màng lọc vậy đó. Nếu mà cái màng lọc này nè mà nó bị tổn thương thì có phải là những cái chất này nó sẽ đi qua trong nước tiểu được đúng không? Nước tiểu đi qua được. Thì thường á, mà xét nghiệm mà ta đánh giá sốt nhất của người bị suy thận ở tiểu đường đó chính là có đạm trong nước tiểu chị nhé. Đạm trong nước tiểu. Nên á, là cái người mà tiểu đường thì người ta đi khám định kỳ, người ta xét nghiệm ồ có đạm trong nước tiểu hay không, là cái dấu hiệu sớm để phát hiện nó tổn thương ở thận, đặc biệt là tổn thương ở màng lọc của cái thận đó, hay người ta gọi là màng lọc cầu thận. Còn một cái xét nghiệm thứ hai mà đánh giá là có cái suy thận hay không, thì người ta đánh giá là cái khả năng là lưu lượng dẫn nước hay là gọi là những máu đến cái cầu thận này. Nhìn dung nha, dù đây là cái ống nước dẫn đến cái cầu thận đây, đúng không? Và sau đó xi qua cầu thận này nè, nó sẽ lọc và nó sẽ thải ra. Thì lúc này á, nếu mà sau cái lượng nước này á, thì nó chị nhé, cái lượng lưu lượng dòng chảy này nè, tiếng gọi là, đúng rồi, gọi là lưu lượng dòng chảy, rồi chúng ta hay gọi là chữ Q nhé, vì lượng chạy là tức là cái lượng nước là cái thể tích nước đó, nó đến đây nó ít quá thì cái việc đi ra đây nó cũng giảm xuống. Đối với người tiểu đường á, thì những người mạch máu của những người tiểu đường nó sẽ bị nhỏ hẹp do tình trạng là xơ cứng, những mảng xơ vữa mạch máu, cũng hiện tượng viêm lâu ngày á, làm cho mạch máu của cái thận này nè nó bị nhỏ hẹp lại và nó rất nhiều mạch máu tổn thương khác nhau. Chị Dung nhắc không phải chỉ một mạch máu mà rất là nhiều máu, thì lúc này có phải là cái lưu lượng gọi là cái dòng chảy đến cái thận này nè, cụ thể là máu đến cái thận này nè, nó sẽ giảm xuống. Thì lúc này á, người ta xét nghiệm để đánh giá gọi là độ lọc cầu thận. Vậy nhé, độ lọc cầu thận, độ lọc cầu thận. Thì anh chị phải hỏi những người bác sĩ hay những nơi xét nghiệm chúng ta đánh giá độ lọc cầu thận là viết tắt của là GFR, gọi là độ lọc cầu thận. Đó là hai cái xét nghiệm mà chúng ta cần phải được thực hiện và được đánh giá rất là kỹ ở những người tiểu đường. Mỗi chúng ta khi muốn là đánh giá nó có bị suy thận hay không. Một số người đến với Tuấn là độ lọc cầu thận giảm, nhưng mà sao cái màng lọc này chưa giảm. Và ngược lại có những người thì cái màng lọc này nó giảm nhưng mà cái độ lọc cầu thận này không giảm. Những trường hợp mà suy thận ở giai đoạn trễ thì thường cả hai cái này nó đều bị giảm. Đó là những chức năng thận nó bị suy giảm nghiêm trọng ở những người bị suy thận ở giai đoạn cuối, vân vân. Vâng, đó là những cái thông tin rất là cần thiết mà tôi muốn anh chị phải cần hiểu để mà có thể sự phối hợp với bác sĩ để giúp cho anh chị phòng ngừa được cái biến chứng suy thận nó xảy ra. Nếu chúng ta phát hiện sớm thì anh chị nhé, biến chứng suy thận ở người tiểu đường có thể hồi phục được. Còn nếu chúng ta bỏ qua và để đến ở giai đoạn trễ hay là những giai đoạn cuối, cái thận nó hư nó hại quá nhiều thì cái này không khả năng hồi phục lại như xưa nữa. Vâng, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe video clip này. Và nếu anh chị có thắc mắc về vấn đề này thì hãy comment bên dưới và Tuấn sẽ làm video tiếp theo để chia sẻ cho bạn. Và nhớ đăng ký vào nút quả chuông và cũng như là đăng ký vào nút subscribe. Anh chị sẽ là người nhận video clip tiếp theo sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.